Tập 17. Phía đối diện. Báo tin họ đi. Đội đặc khiển Ushiri Liên quân Dân chủ Đông Bắc. Bọn tôi là quân tự trị Tùng Phủ. Này, làm sao vậy? Bên trong là Liên quân Dân chủ. Bọn họ đã đi đường tắt đằng sau của đám Nhật Bản. Liên quân Dân chủ. Bên trong nghe đây, tôi là Tần Bộ Dân tên là Cảnh Bị thành Tùng Phủ. Hôm nay chúng ta tới đây vì cùng một việc, đó chính là tiêu diệt đặc công Quỷ Nhật. Nếu vì chuyện này thì tốt, vậy thì hai ta có cần giao thủ nữa không đây? Không, không cần. Súc, để lại chiến trường cho các anh dọn dẹp đấy. Bọn tôi rút đây. Được. Đi. Được rồi. Xong rồi. Dọn dẹp bãi chiến trường cho tôi. Cẩn thận tra xét trong động. Rõ. Nhanh, nhanh lên. Nhanh lên. Cậu bị thương sao? Cố lên, viên đạn xuyên qua rồi. Không bị găm lại đâu. Kệ tôi, anh chạy đi. Nói nhảm gì vậy? Quân dân đế quốc chỉ có thể chết trên chiến trường, không thể chết ở vùng hoang dã. Đi thôi. Đứng lên. Ăn chậm thôi, ăn chậm thôi. Trưởng quý của cậu sao lại để cậu đói đến mức này? Lúc anh ta không đói, anh ta không cho ai ăn cơm. Mà đến giờ ăn thịt thì thật đúng là anh ta ăn như mèo ấy. Người khác cũng không dám động đũa. Tôi hỏi anh, tại sao không dọn dẹp chiến trường? Thì để bảo vệ thân phận mà. Nhưng các anh bại lộ thân phận rồi mà. Đội đặc khiển Ushiri Liên quân Dân chủ Đông Bắc, các anh hét như vậy đúng không? Cái đó chỉ là dọa bọn họ thôi. Không phải họ mà là quân địch. Ngoài trừ từng bộ dân, Bạch Kỳ Sơn cũng ở đó. Đúng, có hắn đấy. Anh mà ló đầu ra, hắn nhất định bắn chết anh. Tôi hỏi anh, các anh tổng cộng giải quyết bao nhiêu người Nhật? Đáng sơ sơ khoảng mười mấy người, hai khẩu súng máy. Mười mấy người là 11, 12 hay là 15, 16. Anh không thể chuyện gì cũng nghĩ đúng mà thực sự lại sai như thế. Trước khi đánh thì không xin chỉ thị, sau khi đánh thì không biết kết quả. Anh không thể muốn làm gì thì làm. Tôi không phải muốn làm gì thì làm. Tôi đây không phải là chấp hành triệt để mệnh lệnh của cô sao? Tiêu diệt đặc công Nhật, bảo vệ ô đức nhĩ. Toàn nói mấy việc này. Tuy rằng đám đặc công Nhật bị tiêu diệt, nhưng ô đức nhĩ vẫn chưa được an toàn. Bạch Kỳ Sơn, Tần Bộ Dân, Thiên Bất Sát, họ đều ở đó. Hơn nữa chúng ta chỉ có hơn 30 người, Thiên Bất Sát lại có hơn 100 người. Tần Bộ Dân và Bạch Kỳ Sơn bọn họ có hơn 300 người. Thế cục hiện tại là địch mạnh, ta yếu. Chúng ta phải tăng cường phòng vệ, rồi tránh giáp mặt xung đột với họ. Chuyện này không phức tạp, không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Chúng không dám động vào chúng ta, chứng tỏ sau lưng chúng ta có hậu đài vững chắc. Hiểu không? Đồng chí Hà Phong, tôi thấy anh thật thiếu giáo dục chính trị. Anh căn bản không hiểu rõ thế cục vùng Đông Bắc. Ngày nào tính mạng tôi cũng treo sợi chỉ, lấy đâu thời gian để học chính trị? Đúng.
Trận trên Hiếu Dương Lĩnh, anh thân là chính quỷ, đánh trận này đã xuất sắc rồi, đã kịp thời phát hiện nơi ẩn thân của địch. Hơn nữa cũng đã tiêu diệt được sạch bọn chúng. Đến lúc đó tôi sẽ báo cáo tình hình ở đây cho thượng cấp. Nơi khen ngợi sẽ khen ngợi, nơi lập công sẽ lập công. Khen thưởng và lập công thì không cần, đó tốt cho tôi vài câu là được. Vừa nhìn đã biết anh chưa từng đánh trận rồi, chỉ là muốn nghe mấy câu nói tốt thôi đúng không? Nói cho anh biết, vậy anh nhớ viết báo cáo tác chiến. Như vậy cũng phải viết sao? Tất nhiên là phải viết rồi, hơn nữa là bắt buộc phải viết. Từ đưa ra quyết sách đến chi tiết tác chiến đều phải viết rõ ràng. Vậy phải viết thế nào? Còn viết thế nào? Tất nhiên là nói thật, chân thành, khai báo. Tôi mà nói thật, chân thành, khai báo thì chỉ có một câu. Dùng thời gian ngắn nhất, dùng thủ đoạn nhanh nhất, gọn nhất, tiêu diệt quân địch. Mỗi câu này là xong. Về với viết một bản báo cáo tác chiến tỉ mỉ. Viết cho cô bằng văn xuôi luôn. Nhanh gọn như vậy đã có thể tiêu diệt 6 tên người Nhật sao? Lão Tam, trận ở Hướng Dương Lĩnh kia đánh thế nào vậy? Đại ca, nghe nói quân tự trị của từng bộ dân đánh chính diện, bộ đội đặc công sản bò từ phía sau núi lên, chỉ trong chốc lát quét sạch hang ổ đám kia. Nhưng tên họ Hà đã cộng sản kia là kẻ từ bên ngoài tới, mà dám bò từ sau Hướng Dương Lĩnh lên trên ấy, cũng có bản lĩnh. Không chỉ hắn có bản lĩnh, đám lính của hắn vốn là liên quân kháng Nhật Đông Bắc, quen cửa quen nẻo cả, vậy không phải giống nhau sao? Từ hôm nay trở đi, chúng ta không thể coi thường tên họ Hạ kia. Sở, nếu như tên họ Hạ kia thực sự có một nhóm người, vậy thì chúng ta phải đề phòng hắn thật rồi. Tôi chỉ lấy làm lạ là trận này đúng là đánh rất hay. Cậu xem, quân tự trị của Tần Bộ Dân với đám liên quân kháng Nhật cũ của Hạ Phong, vậy mà có thể hợp tác đánh một trận. Hai bên đó thương lượng thế nào nhỉ? Làm sao chúng có thể bắt tay nhau đây? Chuyện này tôi cũng vừa mới nghĩ ra. Cho dù là quốc quân hay đảng cộng sản, thậm chí là Hắc Hổ Phong ta, quên xem, có ai không hận đám Ngụy Nhật? Ai tóm được chúng mà không chém chết chúng? Còn nữa, tôi không quan tâm chúng là ai. Dù sao tôi không tin họ Bạch và họ Hạ có thể liên thủ. Chỉ cần chúng ta thủ vững Hắc Hổ Phong của chúng ta, vậy thì không có ai dám coi thường chúng ta. Nếu kẻ nào dám xuống tay với Hắc Hổ Phong chúng ta, chúng ta sẽ bắt chúng, lấy máu từng kẻ đó. Sao? Cố lên ngay phía trước rồi. Nào, nào lên đây. Nào, chúng ta đến rồi. Muộn thế này rồi, làm sao vậy? Phiền ngài mau khám cho cậu ấy. Như vậy là sao? Bị thương đấy. Vào đây. Báo cáo. Vào đi. Trạm trưởng, chúng ta vẫn chưa liên lạc được với trưởng quan Bạch. Trạm trưởng, trưởng quan Bạch liệu có thể đã? Không thể nào.
Bạch Kỳ Sơn là học trò xuất sắc nhất của tôi. Tôi tin cho dù chỉ còn có cậu ta, cậu ta cũng có thể chiến đấu đến cuối cùng. Vậy chúng ta có cần phái một phân đội đến đó không? Nếu như Bạch Kỳ Sơn thực sự bị Đảng Cộng sản tiêu diệt, giờ chúng ta phái người đến đó cũng không tác dụng gì. Tôi đoán trong khi họ chiến đấu, điện đài đã bị hủy rồi. Chúng ta có nên phái điện đài viên đến chỗ họ đưa điện đài không? Được, cậu mau đi làm đi. Sao? Tư lệnh Tần đúng là yêu binh như con. Tham mưu Hứa, có. Đưa số tiền an ủi này xuống cho các anh em đi. Nói với họ, Tần bộ dân tôi cũng chỉ có thể làm chút chuyện này thôi. Dân. Vài trăm người anh em của tôi, chết một người là bớt một người. Tôi có thể không dựa vào họ mà đứng vững ở đây được sao? Chỉ sợ ngày tháng sau này của tư lệnh Tần sẽ không dễ dàng. Thế lực của Đảng Cộng sản ở thành Tùng Phủ sẽ càng ngày càng khuếch trương. Tôi biết ngay cậu đến đây không phải chuyện tốt. Có chuyện gì nói thẳng đi, đừng vòng vo. Tư lệnh Tần, đặc công Nhật Bản ở thành Tùng Phủ đã bị giải quyết toàn bộ rồi. Giờ thế chúng ta phải đối mặt là đám Đảng Cộng sản. Ý của cậu là muốn tôi giúp cậu đánh Đảng Cộng sản? Việc này không phải rõ ràng sao? Không diệt trừ chúng, thành Tùng Phủ sẽ không có ngày an ổn. Muốn diệt trừ Đảng Cộng sản chỉ với mấy người chúng ta được không? Ý của tư lệnh Tần là không muốn giúp tôi sao? Cậu nói đúng. Tôi không định như vậy. Hiện giờ Bắc Mãn bị Đảng Cộng sản khống chế, cậu lại bảo tôi lúc này đi đánh Đảng Cộng sản. Cậu có ngốc không vậy? Tư lệnh Tần đã từng nghĩ, Đảng Quốc đuổi được Đảng Cộng sản khỏi Bắc Mãn thì đến lúc đó sẽ ăn nói như thế nào với Đảng Quốc chưa? Bây giờ tôi đã không biết ăn nói thế nào rồi. Tôi tính tương lai làm gì? Cậu không phải muốn nói tôi chân đạp hai thuyền sao? Được, Tần bộ dân tôi chân đạp hai thuyền đấy thì làm sao? Có giỏi quốc dân đã các cậu đánh qua sông Tùng qua đi. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ giết tên họ Hà kia, cũng lật mặt với Đảng Cộng sản. Nhưng mà giờ không được. Đảng Cộng sản Bắc Mãn có Liên Xô làm chỗ dựa, thế lực đang thịnh, với mấy trăm anh em của tôi. Cậu muốn tôi đi khiêu khích Đảng Cộng sản? Vậy tôi thực sự không có đầu óc gì cả. Vậy tôi khuyên cậu một câu: làm tốt chuyện của cậu, làm được thì làm, không làm được thì cậu xúc đi, đừng để đêm dài lắm mộng. Tôi hiểu ý tư lệnh Tần. Anh muốn tôi xúc để Đảng Cộng sản làm thượng khách của anh, có đúng không? Nói thật cậu biết, dù là cậu hay Đảng Cộng sản, tôi đều không muốn các cậu làm loạn trong địa phận thành Tùng Phủ. Tôi sợ đây chỉ là nguyện vọng của một mình anh thôi. Không thể sao? Anh có thể đến xưởng gỗ Bắc Thành Quan xem thử Đảng Cộng sản đã dựng trại đóng quân thế nào. Không phải là anh không nhận ra thông tin gì chứ? Đảng Cộng sản dựng trại đóng quân ở đâu? Tôi không biết. Tôi cũng không quản được. Tôi chỉ biết từ ngày cậu rơi từ trên trời xuống, tôi không bạc đãi cậu. Tôi lo cậu ăn, lo cậu uống. Lòng cậu chắc cũng rõ. Nhưng giờ cậu bảo tôi đánh Đảng Cộng sản, tôi sẽ không làm vậy. Tôi cũng không có gan làm vậy. Có thấy chính quỷ đâu không? Tôi tìm một vòng quanh viện mà chẳng thấy người đâu. Anh tìm anh ta có gì cả? Không có việc.
Chẳng qua là tôi không thấy người đâu. Anh ta có ra ngoài cũng nên nói với tôi một câu. Vậy anh là chỉ huy hay anh ta là chỉ huy? Có chuyện gì cũng phải nói với cậu một câu. Không phải là tôi lo cho sự an toàn của anh ta sao? Vừa sáng sớm Tần Bộ Dân đã mời chính quỷ hạ đi săn rồi. Có Xuyến Long đi cùng đấy. Cái gì? Tần Bộ Dân, sao anh không ngăn anh ấy lại? Đây rõ ràng là cáo chúc Tết gà. Không được, tôi phải tìm người đi cứu anh ấy. Dừng lại đã. Không sao đâu. Anh dựa vào đâu nói vậy? Anh quên sao? Mấy ngày trước chúng ta còn ở trên hướng Dương Lĩnh đánh Nguyên Nhật, đụng độ phải Tần Bộ Dân. Vậy mà có xung đột không? Không có. Nhưng có thể nói lên điều gì đâu? Vậy mà còn chưa nói lên điều gì. Nói rõ là hắn sợ đấy. Vừa mới sáng sớm hôm nay Tần Bộ Dân đích thân mời đến binh còn không có mấy người. Vậy còn chưa rõ ràng sao? Tần Bộ Dân hắn cũng có ngày hôm nay. Đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn rõ tình hình bây giờ. Tôi nói anh biết, lần đi săn này của chính quỷ nếu mà làm tốt, nó không chừng có thể xử lý được Bạch Kỳ dễ như trở bàn tay. Tốt. Anh thấy Bạch Kỳ Sơn liệu có nhận ra vấn đề không? Cuối cùng anh cũng có thể thông minh được một lần. Tiếp theo, chúng ta phải lưu ý nhất cử nhất động của tên nhóc ấy rồi. Phải rồi. Được rồi, đi đây. Tôi ngủ một chút, có gì gọi tôi nhé. Được. Tư lệnh Tần hôm nay tới tìm tôi, không chỉ là mũi săn thú chứ. Có người tôi đến súng còn chưa sờ vào đâu. Hà công tử cũng khiêm tốn quá rồi. Trận đánh người Nhật ở hướng Dương Lĩnh đánh cũng hay lắm. À gì chứ, hảo hán làm thì dám nhận. Đánh người Nhật là chuyện vinh dự, cần gì phải giấu giếm. Nếu tư lệnh Tần đã biết rồi, vậy chúng tôi cũng không giấu nữa. Thứ tôi biết cũng chỉ có vậy. Người các anh có phải ở xưởng gỗ Bắc Thành Quan không? Tin tức của tư lệnh Tần thật chính xác. Đừng quên, tôi là quan phụ mẫu chỗ này. Làm gì có chuyện mà tôi không biết? Nói đi, muốn làm gì? Tôi đều có thể cho các anh. Ví dụ như là cấp dưỡng. Không cần thiết. Cấp dưỡng quân khu Hà Giang đã định kỳ đưa chúng tôi. Quân khu Hà Giang. Hà công tử, tôi mong muội hỏi một câu. Đội đặc khiển Usuri Liên quân Dân chủ Đông Bắc chính là các anh đúng không? Đúng, chính là chúng tôi. Vậy anh chính là trưởng quan của đội đặc khiển rồi. Trưởng quan thì không dám. Đội trưởng kim chính quỷ. Sao anh không nói sớm? Anh đây không phải là làm Tần Bộ Dân tôi có mắt không thấy Thái Sơn sao? Hà công tử, các anh đây là xong nhiệm vụ sẽ rời đi hay là không đi nữa? Bọn tôi sẽ cắm rễ ở đây. Cắm rễ sao? Được. Vậy tôi có thể làm gì cho các anh không? Tôi lệnh Tần, tôi có thể cho anh một nhiệm vụ. Bắt lấy Bạch Kỳ Sơn, triệt để tiêu diệt tiểu bang vũ trang này của Quốc Dân Đảng. Tiêu diệt sao? Tiêu diệt thì cũng được. Vấn đề là sau khi tiêu diệt thì làm sao đây? Tuân theo lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuẩn bị tiếp nhận biên chế lại. Tôi lệnh Tần đang nghĩ đường lui cho mình sao? Tôi có thể nói với anh nên đứng về phía người dân. Tất nhiên, nếu như có nỗi khổ gì khó nói, có thể nghĩ kỹ rồi tìm tôi. Còn nữa, anh có thể trực tiếp đi nói với Bạch Kỳ Sơn. Nếu như anh ta đồng ý nộp vũ khí đầu hàng, bọn tôi rất hoan nghênh. Còn nếu anh ta chống cự, chúng tôi sẽ tiếp đến cùng. Hà công tử, anh xem tôi vốn hôm nay định hẹn anh ra đây để đi săn mà. Được rồi, chuyện sau này chúng ta bàn kỹ lại. Đi săn. Báo cáo trưởng quan. Thượng quý Lưu Dựng Xương tới báo cáo.
Cậu là người Đông Bắc sao? Dân. Nói về lý lịch của cậu đi. Tôi là người Tề Tề Cáp Nhĩ, đang học tập tại Đại học Đông Bắc. Năm 1931 lưu vong tới quan nội, sau tham gia lớp huấn luyện lễ lăng. Từ sau tốt nghiệp lớp huấn luyện, tôi đảm nhận chức phiên dịch viên cho quân Mỹ ở bộ đổ bộ đường không, kim nhân viên tình báo. Có biết thiếu tá Bạch Kỳ Sơn không? Biết nhưng chưa từng hợp tác. Biết là được. Thiếu tá Bạch Kỳ Sơn không lâu trước đây có dẫn một tổ hành động đặc biệt, nhảy dù xuống địa phận Tùng Phủ của Đảng Cộng sản. Chúng tôi đã mất liên lạc với cậu ta mấy ngày rồi. Lần này phái cậu đi mang theo một bộ điện đài, nhanh chóng khôi phục liên lạc của chúng ta với bên Bạch Kỳ Sơn. Rõ. Sau khi cậu đáp xuống có hai khả năng. Thứ nhất, tìm thấy Bạch Kỳ Sơn, nhanh chóng khôi phục liên lạc giữa chúng ta và họ, hiệp trợ của cậu hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, Bạch Kỳ Sơn không thể nào thực sự bị quân cộng tiêu diệt. Cậu ẩn nấp tại chỗ, tiếp ứng quân ta công chiếm toàn diện Đông Bắc. Tự tin không? Nguyện hiệp lực vì Đảng Quốc. Chúng ta có một nhân viên tình báo ở đó. Thân phận công khai của người này là tham mưu bộ tư lệnh cảnh bị Tùng Phủ Mãn Châu Quốc, tên là Tiêu Văn Bân. Ám hiệu liên lạc của người ấy là Thiên Hàng Địa Đông, đáp Mai Hoa Thịnh Khai. Nhắc lại đi. Áp hiệp Thiên Hàng Địa Đông, đáp Mai Hoa Thịnh Khai. Nơi này là địa bàn bị Đảng Cộng sản chiếm lĩnh, hãy thận trọng mọi việc. Chúc cậu chiến thắng trở về. Xin trưởng quan yên tâm. Cậu đi chuẩn bị đi. Hương Đông ngày mai sẽ bay. Sợ. Trưởng quan, đến rồi. Đến rồi. Đến rồi à? Đến rồi. Báo cáo trưởng quan, có điện thoại từ Lưu Dẫn Sương, cậu ta đang an toàn tiếp đất. Tốt. Trả lời. Mau tìm cách liên lạc với tham mưu trưởng Tiêu Văn Bân, quân tự trị thành Tùng Phủ. Rõ, trạm trưởng. Ngài ăn uống hay là trở lại? Tôi còn vội lên đường. À, đi thành Tùng Phủ nên muốn xin bát nước uống chỗ các vị. Thì chúng ta vào trong đi. Không cần, không cần. Chỗ tôi uống nước xong sẽ đi luôn. Chỗ này cách thành Tùng Phủ không xa chứ? Không xa. Nhưng vẫn còn phải đi thêm một canh giờ nữa. Chúng ta cứ vào trong đi, không xa đâu. Được, được, nào. Đây, mời đi bên này. Thank you.
Nào, uống nước đi. Khách quan, tôi thấy ngài không phải người từ nơi này nhỉ? Ngài là người ở đâu vậy? Tề tề cấp nhĩ à? Không đúng. Từ tề tề cấp nhĩ sao ngài lại lên dốc Cúc Dại chúng tôi rồi? Tôi đi Thành Tùng Phủ buôn bán chút da lông thôi. Chỗ ấy à, không có núi như vậy nên buổi sáng rảnh rỗi mới lên núi thăm thú, kết quả chút nữa lạc đường rồi. Dạ được, cảm ơn người anh em nhé. Tam gia, anh nói hắn có buồn cười không? Miệng nói tề tề cấp nhĩ đến đây, sao lại đến chỗ dốc Cúc Dại chúng ta chứ? Vậy có gì đâu, người đến Thành Tùng Phủ chúng ta ai mà không lên núi dạo vài vòng. Nhưng mà hắn có đến Thành Tùng Phủ đâu, vừa nãy hắn còn hỏi thăm tôi. Vậy thì cậu gặp thần tiên thật rồi. Còn bảo hắn là thổ phỉ thì trông hắn cũng không giống. Đúng vậy. Mọi người đang nói người vừa rời khỏi đây sao? Lúc nãy người nọ nói đến từ tề tề cấp nhĩ, nhưng sao lại đi đến đường lên núi chỗ dốc Cúc Dại chúng ta? Này, anh gì ơi, trời tối rồi, đường khó đi lắm, ở lại một đêm đi. Này, tôi là gì tốt cho anh, Thành Tùng Phủ còn xa lắm, sáng mai hẳn đi. Xuyến Long, làm sao vậy? Ai nổ sống vậy? Tôi không biết hắn, hắn chạy lên núi rồi. Đuổi theo. Được. Bảo Hòa, trạm trưởng, tín hiệu điện đài kỳ lạ lại xuất hiện rồi. Tuy thời gian diễn ra lần này không dài, nhưng vẫn rất rõ ràng. Được, tôi biết rồi. Báo cáo tư lệnh, tối qua có máy bay bay và có người nhảy dù xuống đây. Tôi lệnh từng, đây chắc chắn là điện đài viên mà thượng cấp phái tới liên lạc cho chúng ta. Người này đối với chúng ta mà nói thực sự rất quan trọng. Nghe thấy chưa? Đưa mấy anh em vào núi tìm đi.
Mau tìm đi. Rõ. Tư lệnh, hãy để tôi đi. Tôi khá quen thuộc với nơi đáp xuống lần trước. Được được, cậu đi tìm đi. Đi đi. Ngồi đi. Các cậu hãy nói lại chuyện các cậu vừa nói với tôi cho vị thiếu gia. Vị thiếu gia, tối qua tôi vào núi săn thú, đã thấy một người ở trên đó. Người đó ăn mặc giống thợ săn, nhưng tôi vừa nhìn đã biết hắn không phải người chỗ chúng ta. Vậy hắn tới đó làm gì? Hắn đang đi ra khỏi núi, trông mệt mỏi lắm. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà sáng sớm nay tôi lại thấy hắn. Hắn đi từ chỗ nhà gỗ nhỏ nhỏ, chỗ nghỉ chân của đám thợ săn chúng tôi. Hắn vừa đi ra tôi đi vào, và bên trong mới biết hắn đã ăn sạch con mồi chúng tôi để trong nhà gỗ. Hắn đi đâu vậy? Đi rồi, nhưng nhìn bộ dạng hắn chắc là muốn tìm khu rừng khác. Nhưng lần ấy tôi đã nhìn rõ hắn rồi, chân của hắn bị thương, đi chậm lắm. Anh có nhớ hắn đi hướng nào không? Nhớ chứ. Cảm ơn nhé. Vị khách phòng mời tối qua chắc chắn nhảy từ máy bay ấy xuống. Nếu là nhảy dù, vậy thì chỉ là một người nhảy xuống có tác dụng gì? Đáng lẽ nên giống Bạch Kỳ Sơn lần trước, cả một tiểu phân đội nhảy dù mới đúng. Không, một người có tác dụng của một người. Hắn rất có thể là liên lạc viên được phái đến chỗ Bạch Kỳ Sơn. Thụ nghiệp, anh có nhớ lần trước lúc các anh lén đột kích bộ tư lệnh quân tự trị đã hủy một điện đài của Bạch Kỳ Sơn không? Không có điện đài, phân đội ấy sẽ thành vô dụng. Ý anh là người nhảy dù này là điện tín viên của chúng sao? Rất có thể là như vậy. Bọn chúng không liên lạc được với thượng cấp, vậy thì thượng cấp chắc chắn sẽ lại gửi điện đài đến cho họ. Nếu như suy đoán lần này của ta thành lập, vậy thì điện đài chắc hẳn vẫn ở trong núi. Dao. Hello. Xuyến Long. Đúng là người quốc dân đảng nhảy dù xuống. Trên người hắn còn bị thương, không đi xa được. Đi. Mang hắn đi.
sang bên kia tìm thử. Đi. Đại ca, đây là thứ lục soát được trên người của hắn. Thứ này đúng là hàng hiếm. Hàng Mỹ chuẩn cơ đấy. Vừa nhìn thứ này đã biết cậu có liên quan Quốc Dân Đảng rồi. Nói chuyện đi. Biết rồi sao? Đại ca, tôi là người Tề Tề Cáp Nhĩ, tới đây cũng chỉ là buôn bán ít da lông. Làm xong tôi lập tức về ngay. Cậu cũng thật biết nói dối. Tôi biết cậu làm gì. Đại ca, cậu làm thuyết thư đúng không? Tôi... Lão Tam, hắn nói hắn làm buôn bán da lông, cậu thấy có giống không? Tôi thấy da hắn còn tạm được. Người anh em, chỉ cần nhìn đôi tay cậu thôi đã biết cậu từng vác súng ra chiến trường rồi. Nếu mà người anh em đã không muốn mở miệng, vậy thì chúng tôi chỉ có thể giúp cậu thư giãn gân cốt. Giờ hắn muốn nói cũng đừng để hắn nói. Người đâu? Đưa hắn đi, xử lý cho tốt. Sợ. Đi. Đừng mà, đại ca. Đại ca. Còn nói buôn bán da lông, lừa ai chứ? Có tư lệnh Bạch. Anh xem. Bám theo. Đây giống như là dấu chân ngựa. Chắc là bị người ta bắt đi rồi. Xem ra chúng ta đến chậm một bước. Đúng vậy. Thật không biết người này suốt cuộc đang ở đâu. Chỗ này khá gần Hắc Hổ Lĩnh. Chúng tôi thường hay phái người tuần tra núi trong khu vực này. Liệu có phải người Hắc Hổ Phong đưa họ đi không? Rất có thể. Lan Nhi, người này thực sự quan trọng với chúng ta. Cô mau trở về núi giúp chúng tôi thăm dò. Được. Đại đương gia, người kia xử lý thế nào? Tên đó chỉ một chút đã bị bọn tôi làm ngất rồi. Chúng tôi tìm được tờ giấy này trong áo ngắn sát người của hắn. Lão Tam, xem đi. Sao? Trong thư viết gì? Đại ca, tên này có lai lịch lớn đấy.